MC Phan Anh kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung, cộng đồng mạng lo ngại đi vào vết xe đổ năm xưa. Những ngày qua, khi bão Noru đổ bộ và để lại những hậu quả nặng nề cho các tỉnh thành miền Trung sau khi càn quét, người dân không khỏi đau lòng khi khúc ruột tiếp tục đối diện với tình cảnh khó khăn, đời sống lao đao. Nhiều sao Việt cũng đã đi đầu trong hành động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau bão như Khắc Việt, Thủy Tiên, Hòa Miên Di. Tuy nhiên mới đây, công chúng không khỏi bất ngờ khi MC Phan Anh, người trong quá khứ đã từng vướng điều tiếng không hay về việc kêu gọi hoạt động từ thiện, nay bất ngờ trở lại và tiếp tục hành động kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người dân miền Trung. Trên trang cá nhân mới đây, MC Phan Anh không khỏi đau xót khi thống kê thiệt hại mà người dân miền Trung hứng chịu sau bão Noru. Anh quyết định sẽ làm cầu nối giữa công chúng, những người có tấm lòng hào tâm với người dân miền Trung trong hành trình khắc phục hậu quả sau lũ vào tuần tới. Nam MC vì thế kêu gọi mọi người thực hiện ủng hộ và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân được chính anh đứng tên. Động thái này của MC Phan Anh lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ về việc MC Phan Anh có đi vào vết xe đổ năm xưa khi hành trình từ thiện của anh bị đặt nhiều nghi vấn khuất tất. Dù cho đã tung ra 6,5 kg sao kê, thế nhưng nỗi nghi ngờ không hay trong lòng công chúng về hoạt động từ thiện của MC Phan Anh vẫn chưa được xóa sạch. Cùng với sự nghi ngờ lớn này, một số cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ sự không tin tưởng MC Phan Anh với quá trình này và cho rằng đây là bước đi đầy táo tợn và liều lĩnh. Xác định được sẽ gặp phải nhiều sự phản đối, MC Phan Anh cũng đã có những chia sẻ đính kèm. Xin những người bạn của Phan Anh tuyệt đối không đáp trả những bình luận mang tính tiêu cực, vì cũng nhờ đó mà Phan Anh luôn nhắc mình phải làm thật đúng. Thay vào đó, xin hãy mỉm cười và nghĩ về những ấm áp yêu thương chúng ta được san sẻ với đồng bào mình lúc khó khăn. Hiện việc MC Phan Anh trở lại kêu gọi từ thiện miền Trung vẫn đang nhận được sự quan tâm và ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Trước đó vào năm 2021, khi góp mặt tại buổi tọa đàm về chủ đề Cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng do báo Đại đoàn kết tổ chức, ngoài việc đưa ra các quan điểm thẳng thắn về việc làm từ thiện thì MC Phan Anh cũng không ngại chia sẻ về sai lầm của mình trong công tác cứu trợ cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt vào năm 2016. Trả lời câu hỏi cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng, Phan Anh cho rằng người làm từ thiện nên có mục đích rõ ràng, kiên trì với mục đích đó cũng như phải chấp nhận chuyện thị phi vì xã hội 9 người 10 ý. Trong đó, nam MC không ngại nói về sai sót của bản thân trong hành trình làm thiện nguyện cũng như gửi lời xin lỗi đến khán giả. MC Phan Anh thẳng thắn, hôm nay trong buổi tọa đàm này và trước công chúng, tôi xin lỗi và nhận sai sót của mình. Tôi xin nói về chương trình năm 2016 là kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Và điều đầu tiên tôi ghi trong phần mục đích là cứu trợ khẩn cấp. Mỗi phần quà ước tính là khoảng 1 triệu đồng. Thế mà cuối cùng lại xảy ra một tình trạng là có quá nhiều đoàn từ thiện đến. Có một xã mà trong một ngày có tới 8 đoàn từ thiện đến vì địa điểm đó rất dễ đến. Và còn được báo chí đưa tin là nơi này khó khăn. Vì vậy, mọi người ùn kéo đến dẫn tới việc không có sự phân chia đồng đều và có bất cập. Nên lúc đó tôi nghĩ mình nên chuyển hướng làm chuyên sâu như giúp bà con về con giống, xây nhà chống lũ hay giúp về bò giống chẳng hạn. Tôi tự nghĩ mình hay lắm nhưng về sau tôi thấy tôi sai mất rồi. Tôi đã sai mục đích ban đầu là cứu trợ khẩn cấp mà giờ lại chuyển hướng như thế. Nhìn nhận từ lỗi sai của bản thân nên Phan Anh mong muốn các nhà hảo tâm hãy luôn giữ mục đích làm thiện nguyện ban đầu và rút kinh nghiệm sâu sắc từ việc làm của anh. Bài học rút ra từ bản thân tôi là nếu bạn muốn làm từ thiện cho đúng thì bạn phải bám sát vào mục đích ban đầu và phải làm thật nhanh, thật sớm, hành trình đó còn càng để dây dưa thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Tôi là một ví dụ rõ ràng cho mọi người. Nếu các anh chị có tấm lòng làm từ thiện thì các anh chị có thể nhìn vào trường hợp của Phan Anh để nhìn thấy những điều chưa được, chưa hay và cùng rút kinh nghiệm. Để hành trình thiện nguyện này có sức lan tỏa, tấm lòng từ ái được nhân lên thay vì e sợ điều tiếng. Trước đó vào khoảng tháng 10 năm 2016, Phan Anh gây xôn xao dư luận khi kêu gọi được số tiền khổng lồ lên tới 24 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Nam MC đã về từng địa phương trao quà cứu trợ và tặng bò cho nhiều người dân để khôi phục lại kinh tế sau bão lũ. Tuy nhiên, sau đó dư luận bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn về việc Phan Anh sử dụng tiền từ thiện hàng chục tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, gọi anh là MC Lũ. Mới đây, nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động có một bài đăng dài lên tiếng ủng hộ hành động dũng cảm của nam MC khi dám đứng lên kêu gọi mọi người ủng hộ cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của cơn bão Noru vừa qua. Nhà báo này viết,
MC Phan Anh nguyện làm chiếc cầu nối tới bà con đang trong cơn hoạn nạn. Buổi tối hôm qua, Phan Anh đã đăng lên một status kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào bị bão Noru tàn phá nhà cửa. Một hành động phải nói là cực kỳ dũng cảm, chỉ ngay sau khi việc kêu gọi của hẳn hai hoa hậu bị phản đối và sau rất nhiều thị phi mà anh phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Cùng với việc kêu gọi, Phan Anh công bố một số tài khoản dành riêng cho việc giúp đỡ và cho biết sẽ liên tục public việc giải ngân. Nếu minh bạch thì đúng là chẳng có gì phải sợ, phải ngại, bởi trở ngại điều tiếng miệng lưỡi không bao giờ là lý do để chúng ta thôi giúp đỡ đồng bào mình. Không những vậy, nhà báo đình đám của báo Lao động còn đăng tải hình ảnh Phan Anh bên chồng sao kê nhằm khẳng định sự trong sạch, minh bạch của nam MC trước những ồn ào. Ảnh Phan Anh cùng với 6,5 ký tài liệu, chứng từ đã lưu giữ suốt 5 năm để sẵn sàng minh bạch nếu bất kỳ cá nhân tổ chức nào muốn. Trước sự lên tiếng ủng hộ của một đại diện báo chí uy tín trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, MC Phan Anh không giấu được nỗi niềm xúc động, thừa nhận mình vẫn chưa bước ra khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ trích vẫn còn nhiều những ý kiến bày tỏ luôn vững niềm tin vào nam MC. Thực ra em vẫn sợ đó anh, sợ mình không vượt qua được những nỗi đau, những tổn thương, mà ngày trước em cứ gồng lên để tỏ ra là mình ổn. Nhưng cho đến thời điểm này thì em có thể cười vì vết thương chưa lành nhưng em biết cách chăm sóc nó rồi. Em sẽ không để những miệng lưỡi kia được phép làm tổn thương em nữa ạ. Em cảm ơn anh. Do vậy, kể từ thời điểm này, Phan Anh sẽ mãi luôn là Phan Anh nhưng sẽ không để cho những lời lẽ cay độc, mỉa mai, chỉ trích ảnh hưởng đến mình thêm nữa. Hơn hết, việc thường xuyên nhìn lại những bình luận tiêu cực này sẽ luôn đốc thúc anh phải làm cho đúng. Được biết, rút kinh nghiệm từ lùm xùm thị phi trước, trong bài kêu gọi lần này, Phan Anh đã ghi rõ thời gian là 5 ngày, từ 30 tháng 9 năm 2022 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022. Tài khoản sẽ đóng vào thời điểm 23 giờ 59 ngày 5 tháng 10 năm 2022. Thời gian trao quà sẽ từ ngày 2 tháng 10 năm 2022. Bên cạnh đó, nam MC sinh năm 1981 còn sử dụng loại tài khoản riêng dùng để từ thiện. Mạnh Thường Quân thậm chí có thể kiểm tra số tiền và giao dịch 24 tháng 7. Anh cũng để công khai đường link dẫn cho biết sao kê tự động. Có thể thấy, sau khi vấp phải những chỉ trích của dư luận về việc quyên góp ủng hộ miền Trung vào năm 2016 về sao kê, với màn tái xuất lần này, MC Phan Anh đã lập một kế hoạch vô cùng rõ ràng và công khai để mọi người có thể tin tưởng và nắm rõ mục tiêu của việc kêu gọi này. Theo như công bố, chỉ sau chưa đầy một ngày đứng ra kêu gọi, tài khoản của nam MC đã nhận được hơn 500 triệu đồng tiền kêu gọi với danh sách cụ thể các giao dịch.